Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Buổi sáng ngày hôm nay được tham quan một cái nơi rất là đẹp ha. Đi quay review cái cuộc thi vô địch chó giống Việt Nam của SSKC tổ chức. Thì vô tình là quen được với anh Trúc ha. Giới thiệu các bạn anh Trúc. Bữa bạn coi clip đã thấy anh Trúc qua 1 lần rồi. Mấy bé này thì đang là độ tuổi là 2 tháng tuổi. 2 tháng tuổi. Cho bé ra chơi được không anh? Ẩm bé ra được không anh? Này là Shiba ha, này là quốc quyển của Nhật Bản nè các bạn ha. Dễ thương quá trời. Khỏe lắm. Ở Việt Nam mình hay gọi là giống chó mặt cười. Mặt cười. Tại vì lúc nào nó cũng cái nét mặt nó rất là tươi. Là Shiba mà theo cái tiêu chuẩn của Hiệp hội Bảo tồn Shiba Nhật Bản. Bảo tồn Shiba Nhật Bản. Nó dễ gần người lắm. Dạ. Này chơi với trẻ con chắc thích dữ á. Dạ đúng rồi. Chó đây là mình nhập từ Nhật về. Thì cái tiêu chí của bên Nhật với lại ở những cái quốc gia khác thì nó khác nhau vậy không? Ai mà nhìn thấy một cái là mê liền luôn. Quá dễ thương. Thì nuôi mà cái tầm này á thì nó bắt đầu cái lông máu của nó bắt đầu rụt đi à. Nhưng mà bé này á thì nó vẫn còn rất là dày lông này. Cái danh tiếng của nó là quốc khuyển của Nhật Bản. Kỳ dễ thương luôn ha, ngoại hình thì rất là bắt mắt luôn. Lý lắc quá trời luôn nè. Thứ hai nữa là tính cách rất là lanh lẹ luôn ha. Và thân thiện với lại mọi người, với lại trẻ con đồ. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay được đi tham quan một cái nơi rất là đẹp ha. Khuôn viên rất là rộng rãi luôn, bên kia là bờ sông luôn. Ở đây là thuộc Vĩnh Cửu, Đồng Nai ha các bạn ha. Chúng ta đang đứng ở trên đất Đồng Nai nhưng mà bên kia sông là Tân Nguyên, Bình Dương. Thì hôm bữa mình đi, mình mới đi quay review cái cuộc thi vô địch chó giống Việt Nam của SSKC tổ chức á. Thì vô tình là quen được với anh Trúc ha. Anh Trúc là chủ trại Akita. Rất là xịn sò luôn. Hello anh, đây giới thiệu các bạn anh Trúc. Bữa bạn coi clip đã thấy anh Trúc qua 1 lần rồi. Anh Trúc ơi, có chút quà nhà làm dạ. Giải mình có gì lay rai rồi chơi dạ, vui. Ok rồi, em cảm ơn okay, anh. Đây các bạn, đây là khuôn viên bữa anh Trúc có cho mình coi sơ qua điện thoại rồi. Cái khuôn viên nó rất là đẹp luôn, rất là chuyên nghiệp luôn. Chuồng trại có sân chơi, đây là sân chơi cho các bé nè. Này là sân chơi cho phơi nắng đâu anh. Dạ. Ok. Cho tụi nó vận động thì ở bên đó. Còn ví dụ như phơi nắng cho chó con thì thường em cho lên trên khu này. Cho nó sạch sẽ. Cái thứ hai là nếu mà mình kiểm soát thì dễ hơn. Còn ở sân cỏ thì nhiều khi tụi nó ấy. Đó, cái này thì em có thể em kéo ra. Em kéo ra. Thành rộng luôn. Đó. Muốn hai chuồng nhỏ cũng được mà muốn thành một chuồng to cũng được luôn. Dạ. Ok. Đây là cho mấy bạn puppy đồ phơi nắng á anh em. Ok, rồi ok anh. Ở đây mình là anh là chuyên dòng nào ta? Ở đây thì em có nuôi 3 dòng. Thì cái trại của em cũng mang tên là trại quốc khuyển Việt Nhật. Thứ nhất là nuôi quốc khuyển của Nhật Bản. Cái thứ hai là em cũng nuôi quốc khuyển của Việt Nam. Thì hiện tại thì bên em mới đang phát triển cái dòng hơ mông cọc thôi. Ôi hay quá. Thì em cũng cái tiêu chí của cái tâm nguyện của em á là cũng muốn làm sao là kết nối được cái dòng quốc khuyển của Nhật Bản. Tại vì em mê đất nước con người Nhật Bản. Ok. Cũng như nhiều người mê đất nước con người Nhật Bản lắm ạ. Thì cũng rồi qua đó thì mình muốn là nâng cấp cái con chó quốc khuyển của Việt Nam lên. Đúng rồi. Để cho rất là nhiều cho những anh em bạn bè nước ngoài á, người ta biết tới. Quá hay luôn. Một lát nữa mình sẽ giới thiệu các bạn quốc khuyển của Việt Nam ha, chó hơ mông cọc chắc cũng là nhiều người chưa có biết tới. Thì có nghe anh chia sẻ đó là quốc khuyển Việt Nam có bốn loài được công nhận hả ta? Việt Nam thì có bốn loài quốc khuyển. Thứ nhất là chó Phú Quốc, thứ hai là chó hơ mông cọc đuôi, thứ ba là chó Bắc Hà, chó sù Bắc Hà. Còn thứ tư là chó lài sông Mã. Chó lài sông Mã. Hay còn gọi là chó Dingo á. Dingo á. Dingo đó cũng tướng cũng chó dạng chó săn không ta? Dạ đúng rồi, nó giống như con sói vậy á. Thì chó hiện tại thì ở Việt Nam mình á giống như Hiệp hội chó giống Việt Nam á thì người ta đã tổ chức công nhận chứng nhận giống cho 3 dòng chó rồi. Thứ nhất là dòng chó Phú Quốc, thứ hai là dòng chó hơ mông cọc, thứ ba là dòng chó Bắc Hà. Thì có những cái dog show mà do VK hoặc là những cái câu lạc bộ tổ chức á thì cũng có 3 giống chó đó tham gia.
Ok các bạn, may mắn quá lại gặp được một người chơi tâm huyết nữa rồi các bạn. Đây là những cái thùng để mà mình vận chuyển chó từ quốc tế về đúng không? Dạ đúng rồi, những cái này mấy cái lồng như cái lồng như lồng của Nhật Bản ấy thì thường nó sẽ nhìn nó sẽ khác biệt hơn nè. Mấy cái lồng này. Còn mấy cái lồng này thì em mua giống như với lại mấy anh em người ta gửi chó tới thì cái lồng này là của Việt Nam. Mình sản xuất. Ok. Đây là chắc đây là khu vực bếp để chuẩn bị đồ ăn cho các bé ha. Dạ, khu vực bếp với lại đồ ăn. Còn cái bàn này thì là giống như tập chỉnh dáng hoặc là huấn luyện cho con hoặc là chó để giống như tập luyện cho tụi nó. Ví dụ mỗi kỳ mà tham gia dog show thì trước đó thì mình phải tập luyện, huấn luyện hoặc là gom minh làm đẹp cho tụi nó. Làm ở đây. Bàn. Đây là bàn để mà tỉa lông, tỉa đồ, tập sửa dáng, sửa chân đồ này nọ thứ nè. Rất là đẹp luôn. Đây là thức ăn hạt. Ở đây mình là chế độ ăn của mình là ăn hạt hay là ăn đồ sống, đồ tươi anh Trúc? Dạ bên em thì có nghĩa là vừa cho các bé ăn thức ăn hạt, vừa cho ăn thức ăn tươi và nấu thêm cả cháo nữa. Dạ, có kết hợp hai chế độ ăn là giống như là hạt và nấu cháo thịt. Dạ. Hạt thì bên em cũng sử dụng những hạt cao cấp, ví dụ như cái hiện tại bên em thì em đang có nghĩa là khi mà sử dụng thì em cũng sẽ luân phiên với nhau, nhưng mà đa phần thì sẽ sử dụng những cái hạt mà cao cấp trong dòng thị trường, ví dụ như cái mấy cái hạt này chẳng hạn đó. Những cái hạt này xài là dòng của Mỹ. Dạ, Mỹ thì cái tiêu chuẩn nó rất là cao với lại chất lượng cũng rất là tốt. Dạ, thì nó có hai dòng đây, ví dụ như dòng cái bao này chẳng hạn thì là dành cho chó lớn này, bao này thì nó cũng nói chung là cũng hiệu quả. Còn đất này cho lớn. Còn cái bao này thì của Thái Lan. Đây là Thái Lan. Dòng Smart Head Bowl. Smart Head là nhà tài trợ của Dog Show bữa. Dog Show hôm vừa rồi á. Dạ. Ok, này là của Thái Lan anh ha. Dạ. Rồi, còn đây là cái kho lương thực đồ tươi của mình. Dạ, còn cái này là cái tủ đông. Ví dụ như đây. Thì tủ đông của bên em thì giống như thịt xay, cá hồi. Dạ. Rồi ở dưới thì có nghĩa là full mồi luôn thôi, nói chung là full mồi luôn. Có gà, có cá, có bò. Dạ, đó thì gà, cá, bò. Dạ. Cá này là ăn là gì? Nhiều vi nhiều omega đẹp lông rồi đúng không? Đúng rồi, nó cũng kích thích cho nó ấy. Đó. Quá đã luôn, mấy bạn chó này số hưởng luôn. Dạ, còn ví dụ như cái gà thì đây là gà. Này giống tôm hả ta? Cái này á là giống như là nội tạng của động vật. Đó thì em có thường thì ở đây em sẽ chuẩn bị trước cho các bé, nếu khi nào hết thì sẽ chuẩn bị. Rồi ở đây sẽ có một anh ấy sẽ nấu nướng là anh ấy cho tụi nhỏ nó ăn. Đó, ok luôn. Rồi bây giờ không đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào cái không gian của trại ha. Đây là sân chơi của các bé đúng không anh Trúc? Dạ, sân chơi buổi sáng là khu vận động vận động á. Rồi đây là nghe tiếng mấy anh là quá trời nhiều rồi. Còn này là sân chơi dạng cá nhân. Dạ. Thì khi mà ví dụ như ban ngày buổi sáng hoặc là buổi chiều ấy thì từng ô chuồng á sẽ được các bé sẽ được ra ngoài này chơi. Rồi. Đó, và thì do là mình không thể nào mà thả hết một lần tất cả các bé ra chơi chung hết được với nhau. Nên là sẽ có một cái sân chơi riêng và một sân chơi chung. Sân chơi chung thì những cái đứa nào mà nó chơi được chung với nhau á thì nó sẽ được giống như là thả một lần. Cho mấy đứa chạy nhảy rồi vui chơi ở phía ngoài này, nó chạy xe và chạy vòng cái trong cái khu chuồng này. Mình cũng biết tính cách của từng bé, nó con nào nó kỵ nhau sao là mình cũng can thiệp trước đúng không? Dạ, khi mình nuôi thì mình sẽ biết. Ở đây có gắn máy lạnh nữa ta. Dạ. Có khu gắn máy lạnh nữa. Có hệ thống điều hòa. Hệ thống điều hòa luôn. Điều hòa thì thường thì sẽ mở khi mà tụi nó tầm khoảng 11 giờ gì đó, 10 giờ, 11 giờ. Khi mà thời tiết nó, nhiệt độ nó tăng lên đó, thì bắt đầu sẽ đóng hết tất cả các cửa và mở máy lạnh cho tụi nhỏ. Ok anh. Đây là các bé Shiba. Mấy bé này thì đang là
độ tuổi là 2 tháng tuổi. 2 tháng tuổi. Chầu bé ra chơi được không anh? Ấm bé ra được không anh? Này là Shiba ha, này là quốc khuyển của Nhật Bản ha các bạn ha. Dễ thương quá trời. Bé này là bé đực. Bé đực ha. Dạ. Mình hay là mình có thể thả bé ra ngoài để mình nói cho nó dễ ra đây, mấy bạn chó nó sủa ồn quá. Ồn quá mình nói nghe nó bị chát. À. Dễ thương quá. Ẩm luôn. Cưng dữ vậy ta. Ngoan dữ anh. Tầm này bắt đầu nó đang bắt đầu nó rụng cái lông để nó bắt đầu nó lên cái lớp lông trưởng thành á. Dạ. Lông bên trong là lông bông à, là lông máu á. Bắt đầu nó thay cái lông máu à. Này là em đực ha. Trời dạ. Cưng dữ, cưng dữ. Chạy nhảy không? Chạy nhảy khỏe lắm. Anh có thể giới thiệu cho mọi người biết cái dòng chó này là dòng chó Shiba. Thì cái gọi là cái nét đẹp của nó cũng như là cái trọng lượng cân nặng của nó và chế độ chăm sóc nó như thế nào, chung chung cho mọi người hiểu về cái dòng chó quốc khuyển của Nhật Bản này với anh Trúc. Shiba thì nó là cái dòng giống chó nhỏ à. Thì cái đặc trưng của nó ở Việt Nam mình hay gọi là giống chó mặt cười. Mặt cười. Tại vì lúc nào nó cũng cái nét mà nó rất là tươi. Dạ. Yeah. Đó, thì được mệnh danh là giống chó mặt cười á. Anh lý lắc ghê à. Dạ. Thì trọng lượng của tụi nó thì khoảng từ nếu mà dọn tại vì Shiba á, thì khi mà mình giống như ai mà đã biết về Shiba Nhật Bản á, thì nó cũng có mấy dòng nữa cơ. À. Nghĩa là nhưng mà ví dụ như bên em thì em chỉ nuôi cái dòng mà giống như gọi là tiêu chuẩn á. À. Thì cái trọng lượng của nó khoảng từ 8 tới 12 kg. 8 tới 12 dạ, kg thôi. Còn đó là Shiba mà theo cái tiêu chuẩn của Hiệp hội Bảo tồn Shiba Nhật Bản. Bảo tồn Shiba Nhật Bản. Lý lắc thấy sợ luôn á. Cái anh là cái tính cách của chính của cái dòng Shiba này là cái gì anh Trung? Tính cách của nó. Tính cách thì nó giống như nó rất là gọi là vui nhộn. Vui nhộn. Rồi, thứ hai là mặt thì lúc nào cũng cười rồi gọi là vui tươi á. Vui tươi. À. Nó giữ nhà tốt không ta? Tính cách giữ nhà tốt không? Dạ. Ok. Ngoan quá trời luôn. Mê thiệt. Dễ thương. Quá đẹp luôn. Hello con. Hello con. Trời ghiền luôn rồi đó. Mặt vui đúng là mặt cười luôn á anh Trúc. Vui tươi dễ sợ luôn. Mà cả hai cái lỗ tai của nó nhìn nó rất là lanh ha. Rất là dễ thương luôn. Mến rồi đúng không? Thích anh này phải không? Dòng này nó dễ gần người lắm. Dạ. Yeah. Này chơi với trẻ con chắc thích dữ á. Dạ yeah, đúng rồi. Thường thì gia đình mà nhà phố ấy, thì phù hợp với lại nuôi Shiba. Tại nó nhỏ con yeah. Đúng không? Nó phù hợp. Nó chỉ có từ 8 tới 12 kg thôi mà. Như bé này nãy anh nói là 2 tháng tuổi hả? Dạ, bây giờ bắt đầu đang bước qua tháng thứ 3 đó. Bắt đầu bước tháng thứ 3, dạ. Lành quá trời lành luôn. Cái dòng chó này nó nổi tiếng về cái lòng trung thành nha các bạn. Lòng trung thành, có những cái câu chuyện. Nó lại là dòng mặt cười, dòng mặt cười. Trung thành mà thành cái câu chuyện á. À. Nó lại là cái dòng Akita. À, Akita khác, dạ. Còn này là dòng này nó thân thiện Shiba. Ha. Dạ. Shiba nó thân thiện, dòng vui vẻ. Mặt cười. Hắn đi. Có những cái dòng chó mà nó đòi hỏi là con người phải chơi với nó nhiều không thì nó bị stress á, thì đối với Shiba này nó có cái nhu cầu đó không chú? Thực ra cái nhu cầu mà giao tiếp với con người hoặc là chủ nuôi á, thì dòng nào nó cũng rất là cần à. Vì nó là cái dòng mà dòng chó thì nó cần cái sự mà gọi là yêu thương chăm sóc của chủ nhân chứ nó không phải là dòng mà giống như là mình nuôi thì mình chỉ nhốt chuồng này kia à. Đó. Muốn cho những cái bé mà giống như cái bé này chẳng hạn thì ngay từ lúc mà các bé còn nhỏ xíu thôi là hàng ngày từ giống như anh em tụi em mà nuôi chăm sóc ấy, là đã phải gần gũi này rồi vuốt ve thậm chí ví dụ như rồi gọi là cho tắm nắng rồi mình vuốt ve cho lên cái bàn đó rồi mình tập luyện này kia để không phải là tập luyện là phải không nhất thiết là phải đi show thì mới tập luyện nhưng mà khi mình tập luyện mình vuốt ve vậy thì
những cái bé đó thần kinh nó sẽ rất là tốt, dạ, không bị nhút nhát. Ừ. Dạ. Nó không bị nhút nhát này. Cái thứ hai là khi mà bắt đầu nó gặp người mọi người á, dạ, thì nó sẽ rất là gần gũi, thân thiện, thân thiện. Nó quen, nó chơi với con người nó quen. Dạ. Thì có như vậy nó khi nó thân thiện nó mới show ra được những cái đặc điểm dễ thương của nó. Dạ. Các bạn ha. Hello. Chơi bên này mát nè. À, dễ thương. Một cái hình thể đẹp của một con Shiba nó dựa vô những cái yếu tố nào anh Trúc? Con Shiba mà nó đẹp á, thì thứ nhất là cái khung dáng của nó. Yeah. Ví dụ như nó phải đều. Đó, nó là phải hình giống như nhìn vào á, thì nó sẽ là vuông yeah, hình, khi mà nó đứng lên á, là nó sẽ là vuông. Yeah. Đó, và cái thứ hai là cái bề rộng lưng của nó cũng phải gọi là cân đối. À, cái bản lưng nó phải, yeah, phải dày to, dày chứ to. Còn nó mỏng quá thì cũng không phải là một bé đẹp. Dạ. Yeah. Yeah. Cái thứ ba nữa là ví dụ như cái đặc trưng của nó là giống như nó phải là cái con mặt nó gọi là bánh bao á. À, bánh bao không? Bánh bao á. Khi mà nó lớn lên thì cái mặt bánh bao nó giảm đi. Nhưng yeah, mà cái thủ của nó vẫn là nhìn, khi mà nhìn mình nhìn trực diện vào nó vẫn phải là cái hình mà bánh bao. Dạ, có chung hai cái má nó phúng phính á. Phúng phính. Thì nó mới là đẹp. Rồi. Rồi có những cái đặc điểm nào mà bị coi là lỗi hoặc là nhìn vô nó thấy nó không thuần chủng? Lỗi ví dụ như trường hợp là cái giống nó có rất là nhiều, ví dụ như không được đẹp thì ví dụ là tai dài mỏng dài quá. Dạ. Rồi ví dụ cái khung hình á. Dạ. Nó cũng dài người quá thì cũng không phải là những bé đẹp. Dạ. Nó phải gọi là cân đối á. Cân đối. Và nó cũng phải có những cái bảng tiêu chuẩn hết đúng không? Dạ đúng rồi, nó sẽ có cái giống như trong cái bảng tiêu chuẩn của từng dòng chó thì nó có kích thước này, cân nặng, chiều cao này. Đó. Rồi ví dụ như rồi kể cả là cái kiểu đuôi. Dạ. Yeah. Yeah. Màu mắt. Nó sẽ được quy định trong cái bảng tiêu chuẩn. Dạ. Hôm bữa em có nghe anh Trúc chia sẻ là tất cả các bạn chó ở đây là mình nhập từ Nhật về. Yeah. Thì cái tiêu chí của bên Nhật với lại ở những cái quốc gia khác thì nó có khác nhau gì không anh? Và tại sao anh lại chọn là chỉ nhập từ những bé từ bên Nhật về thôi? Thì thứ nhất là một phần là do là giống như mình đã yêu cái dòng chó Nhật rồi. Yeah. Đó, cái thứ hai là cũng có những cái mối quan hệ với lại những cái bác mà bác ấy làm về ví dụ về pet shop này. Yeah. Hoặc là về công ty thuốc ở bên Nhật Bản. Đó, thì bác ấy giới thiệu cho những cái trại. Dạ. Thì bác ấy giúp đỡ cho mình nhập về từ bên đó thì, à, thì lúc đó mình sẽ là nhập về. Có những cái kết nối nó dạ, từ bên Nhật tốt hơn đúng không? Dạ. Cái thứ hai là tại vì tất cả những cái trại mà lớn ở thế giới cũng thế thì người ta cũng phải nhập chó từ Nhật về. Dạ. Nên là thay vì mình phải đi đường vòng thì mình có cơ hội mình đi trực tiếp thì mình phải chọn con đường đi trực tiếp. Chỉ sợ không có mối quan hệ với chó mà đi trực tiếp ok hơn đúng không? Dạ. Hello. Cái việc chăm sóc những bé Shiba này thì nó có những cái lưu ý nào riêng biệt không anh? Hay là nó cũng giống vậy thôi? Để chăm sóc cho bé nó phát triển tốt nhất. Có nghĩa là cái điều quan trọng nhất đối với giống như khi mà chăm sóc mấy cái đứa này á, thì thứ nhất là về cái chế độ dinh dưỡng này. Cái thứ hai là thời gian cho các bé nó vận động, nó chơi nước ngoài. Cái thứ ba nữa là cái giống như cái môi trường nuôi. Đó, cái môi trường nuôi của mình là thoáng mát, yeah, sạch sẽ, rồi cái sàn á, là không được trơn. Ví dụ như vậy thì những cái nuôi mà nuôi nhốt trên những cái sàn trơn hoặc là chuồng chật á, và ít được vận động á, thì cái khung hình nó không phát triển cân yeah, đối được, nó không đẹp được. Yeah. Sàn mà trơn là chắc yếu cơ, nó đi nó sụm hết không? Nó, yeah, nó chân nó không được khỏe. Đúng rồi, nó sẽ bị yếu cơ, yếu chân, rồi cái quan trọng nữa là giống như là khi mà các bé nó còn bé thì mình phải phải chăm sóc cái chân cẳng cho tụi nó, cắt móng rồi gọi là cho cái nó vận động trên những cái môi trường mà nó có bề mặt nhám á. Dạ. Thì chân cẳng nó sẽ nó đi khoác chắc khỏe hơn, nó bám được. Còn nếu mà nhiều khi cái sàn
lót gạch bông như thế này không nè các bạn, đi nó trơn quá, nó cũng yếu cái chân nó đi. Chuồng nuôi đây sạch sẽ ha, lát mình sẽ đi sâu sâu vô mình quay cho các bạn coi là đã được anh Trúc anh thiết kế như thế nào, rất là sạch sẽ luôn. Ủa anh Trúc ơi, đây mình chơi cái này mình có kinh doanh luôn đúng không anh? Mình có kinh doanh luôn không? Dạ, có nghĩa là cái trại của em thì là vừa là nhân giống ra để giống như là theo cái sở thích, cái đam mê của mình. Nhưng mà cũng sẽ chia sẻ cho những cái ai mà giống như là có cái nhu cầu chung đam mê với mình. Dạ, chung đam mê rồi muốn mua một bé Shiba gọi là thuần chủng. Dạ. Được chăm sóc rồi nuôi dưỡng theo, tại vì em thì được cũng may mắn là được đã được qua Nhật và tham quan những cái trại mà chó giống ở bên Nhật rồi, và cũng được các bác có nhiều năm kinh nghiệm bác chia sẻ về cách nuôi, cách chăm sóc, thì em cũng đang từng bước hoàn thiện cái quy trình chăm sóc của trại của mình để làm sao cho nó tốt nhất, đạt tiêu chuẩn nhất. Hello. Ra đây con. Anh đang đi nhiều chuyện. Đang đi nhiều chuyện coi kìa. Bánh bao, mặc bánh bao. Quá dữ luôn. Đừng có chạy nữa con nha. Lý là lý lắm. Chơi mẩm tiếp đi. Dễ cưng lắm các bạn. Cái này ai mà nhìn thấy một cái là mê liền luôn. Quá dễ thương. Ừ, thì nuôi mà cái tầm này á thì nó bắt đầu cái lông máu của nó bắt đầu nó rụng đi à. Nhưng mà bé này á thì nó vẫn còn rất là dày lông nè. Tại vì do giống như chế độ dinh dưỡng rồi môi trường nó mát á thì cái nó mới giữ được cái lớp này dày. Đòi đi chơi hả? Đòi đi chơi hả? Mấy bé này về vấn đề mà bệnh đồ này nọ mình có cần lưu ý gì không anh, hay là chăm sóc tốt thì nó về cơ bản nó cũng giống như dòng chó khác thôi. Dạ đúng rồi, về cơ bản thì nó giống như dòng chó khác. Nó chỉ cần giống như mình nuôi nó chế độ dinh dưỡng vừa phải, tại vì dòng này là dòng chó bé nên là cái nhu cầu dinh dưỡng của nó cũng không có cao lắm đâu. Đó, thì mình chỉ cho ăn phù hợp thôi. Chứ ăn mà nhiều quá nó mập thì nó cũng không đẹp đúng không? Dạ, bể phơm hết, mất phơm hết. Cái này chó một lần chó mẹ nó ôm bầu được khoảng bao nhiêu bé ta? Thì cái dòng Shiba, dòng chó nhỏ thì nó sinh sản thường là từ 2 tới 5 con. Đó, thường là nhưng mà 3-4 con là nhiều nhất. Yeah. Dạ. Còn 5-6 con thì tùy theo bé. Nhưng mẹ của bé này thì lúc mà em bắt về là từ tháng 6. Thì giống như trong cái quá trình vận chuyển này kia về rồi thay đổi môi trường nữa. Thì khi mà tháng 7 thì bắt đầu bé xa lơ thì sinh đợt này thì chỉ được có hai bé này thôi. Hai bé thôi. Một bé đực và một bé cái. Dễ cưng quá. Ok các bạn, đây là một cái dòng chó thứ nhất á, gọi là cái danh tiếng của nó là quốc huyển của Nhật Bản. Cái thứ hai về mặt tính cách và cái ngoại hình của bé thì nó là cực kỳ dễ thương luôn ha. Ngoại hình thì rất là bắt mắt luôn. Mặt cười, nhìn là thấy gọi là có niềm vui rồi. Đó, lý đắc quá trời luôn nè. Thứ hai nữa là tính cách rất là lanh lẹ luôn ha, và thân thiện với lại mọi người, với lại trẻ con đồ, rất là xứng đáng để chúng ta có thể đón bé về là một em bé, và cái kích thước của nó cũng nhỏ, nó phù hợp cho nhà phố đồ dưới này nọ, không gian nó nhỏ hẹp hơn, rất là lanh luôn. Nó phá dữ không anh, tính cách nó phá không anh? Thì cũng tùy theo, ví dụ như khi mà bé nào mà giống nó được gọi là xã hội hóa hoặc là nuôi dạy tốt ngay từ lúc mà còn bé. Dạ. Nó sẽ phá ít hơn. Sẽ phá ít chứ hơn. Không, mà cái tầm cái dòng này thì nó cũng rất là nghịch, tinh nghịch lắm. Lý lắc mà, dạ. Lý lắc mà. Ê. Thiệt như cục bông luôn, coi mặt cái kìa, mặt lúc nào cũng ha, không cười hết trơn á. Cái này khoảng một năm như vậy thì anh có thể coi như là sinh sản được khoảng bao nhiêu bé anh? Như cũng tùy theo trại em, thì hiện tại thì cái số lượng mà Shiba cũng rất là ít, tại vì do là chủ yếu con chó giống thì em nhập từ Nhật về. Yeah. Thì mỗi lần mà giống như mình em thì thường là mỗi lần mà xách tay về thì cũng chỉ được khoảng mấy bé thôi, hai ba bé thôi. Dạ. Thế nên là cũng đang nhập từ từ, khi mà cái trại bắt đầu nó vào hoạt động hoàn thiện rồi á thì bắt đầu lúc đó mình mới
như cái đợt này là em đang đặt lại ở bên bên mấy cái trại của bên bác Nhật á, thì sẽ tuyển lựa những cái bé mà chó giống chất lượng cao hơn những cái bé mà đợt vừa rồi em nhập về nữa. Đó, để thứ nhất là vừa là nuôi có thể cho các bé đi dog show được, tham gia các show mà biểu diễn ấy. Đó, thì cái thứ hai là nhân giống được. Đó, thì em tiêu chí nó sẽ cao hơn. Show mình là tiêu chuẩn là quốc tế luôn đúng không? Có bạn bè quốc tế tham gia chứ không phải là show của Việt Nam chơi với nhau không nha các bạn. Thì khi mà mình muốn phát triển ấy, thì với lại mình những cái bác ở bên Nhật á, thì người ta thực ra khi mà lúc mà mới đầu mà đặt vấn đề mà mua chó từ bên Nhật á, thì người ta đã từ chối ngay lập tức, người ta nói là không có bán chó về Việt Nam. Thì để mà giống như xây dựng được cái niềm tin ấy, và cái lòng mà tin tưởng người ta ấy, thì mình cũng phải làm cái gì đó để ta gọi là người ta ghi nhận đó. Và người ta trân trọng. Thì khi mà em làm xong được cái trại này ấy, thì em cũng có gửi hình ảnh clip của mình hiện tại mình nuôi, rồi các bé đang được chăm sóc như thế nào. Qua những cái trại mà liên kết với bên Nhật ấy, thì các bác cái đánh giá rất là cao. Bác cái đã hứa là sẽ giống như là chia sẻ những cái con chó giống tốt từ trại của các bác cho mình. Quá tuyệt vời luôn. Mình nuôi mình nhân giống lên. Quá tuyệt vời luôn. Các bạn thấy là ví dụ như chúng ta có đi qua nước ngoài mà qua những cái trại nổi tiếng mà chúng ta muốn nhập cái con giống từ cái trại họ về, nó không, câu chuyện nó không phải là đơn giản là chúng ta bỏ tiền là chúng ta mua ha, mà người ta sẽ coi cái cơ sở vật chất, hạ tầng chuồng trại chúng ta xây có đúng chuẩn hay không, đủ không gian cho các bé nó vận động hay không, phù hợp cho sự phát triển của các bé nó hay không, rồi người ta mới quyết định là có chia cho mình hay không, chứ không phải là bỏ tiền ra là mua được đâu. Ví dụ như các bạn thấy anh Trúc xây dựng một cái khuôn viên nó an toàn như vậy, nó đầy đủ nắng, thoáng mát, rồi có cơ sở vật chất, ví dụ như máy điều hòa cho những ngày nắng nóng, không gian vui chơi để cho các bé nó vận động phát triển cơ bắp đồ này nọ, nó hoàn thiện, nó an toàn, nó tuyệt vời như vậy, thì các chủ trại bên đó người ta mới quyết định là người ta sẽ chia cho mình, chứ không phải là có tiền là giải quyết được đâu nha anh em. Ok, quá đã luôn, các bé nó đi đây sướng, chạy rất là sạch luôn á, chạy rất là sạch sẽ luôn, rất là an toàn luôn. Có này nó hơi nhạy cảm chút xíu nhưng mà em nghĩ nó cũng ví dụ như có những người người ta sẽ rất là thích luôn á, nhưng mà người ta nghĩ là giá trị nó sẽ cao lắm, không biết là có phù hợp với mình hay không. Thì anh Trúc có thể tiết lộ cho mọi người biết là cái giá trị của những cái bé Shiba này nó tầm bao nhiêu cho một bé chó chuẩn nha, mình đang nói về chuẩn chứ mà mình không có nói về lai tới lai lui tùm lum tà la, thì nó thượng vàng hạ cám lắm, mình đang nói những con chó nó đạt tiêu chuẩn. Thì giống như trại của em ấy, thì thực sự cái mà em cũng có nghĩa là cái này là cái vấn đề mà giống như mình chia sẻ, mình nuôi mình chia sẻ, cũng không có giống như gọi là không có bào, không có khai thác nó. Với lại mình cũng không có đưa lên một cái câu chuyện mà giống như để mà mình đẩy cái giá của mình nó lên. Thì em cân đong giữa cái vấn đề mà gọi là làm sao để vừa mình vừa nhân giống này, công lao bù trừ cho anh em người ta nuôi. Đó, thì rồi mình sẽ đưa ra cái giá thành của một bé. Như hiện tại trại của em đang bán ấy, thì nó sẽ dao động khoảng từ 25 tới 28 triệu. Đó là một bé mà gọi là chuẩn đẹp. Theo mình nếu mà mình chơi trong cái lĩnh vực bet á, và mình đã từng bỏ tiền ra để mình sắm nhiều cái dòng bet khác nhau á, thì cái giá mà 25 tới 28 thì nó không hề cao ha các bạn ha. Mặc dù biết là cái số tiền đó nó cũng không phải là nhỏ, nhưng mà nó không hề cao để mà chúng ta có thể sắm một bé bet nó đúng chuẩn, nó gọi là cái nguồn gen nó xịn sò đàng hoàng, không bị lai tạp đồ này nọ. Thì chắc đó là đảm bảo là con giống là đều là chất lượng và không có cái sự mà nói là gọi là ghép đàn ghép bầy hoặc là lai tạo gì. Đúng rồi, cái đó là cái uy tín của mình mà, cái nem của mình mà. Tại vì mình cũng đã, em cũng đã, khi mà em mua chó và em làm việc cũng như bác Nhật ấy, thì giống như bản thân mình cũng đã hứa với người ta đúng rồi, là tôi sẽ nuôi, tôi chăm sóc và nhân giống theo đúng cái mà gọi là tiêu chí của cái người mà gọi là nhân giống mà chuyên nghiệp, chứ không phải là vì mục tiêu mà vì mục đích mà làm kinh tế mà để mình làm những cái gì đó nó không đúng với lại cái tiêu chí đó. Đúng rồi. Mình tại vì mình còn là cái này là cái niềm đam mê của mình đó. Cái xuất phát điểm chung của những anh em mà gọi là
xây dựng cái cơ sở mà nó chỉnh chu như thế này các bạn. Cái sức phát điểm á, kể cả mình cũng vậy nữa, đứa, sức phát điểm từ cái đam mê. Từ đam mê sau khi mình chinh phục nó rồi, mình thấy nó hấp dẫn quá, mình muốn giới thiệu với nhiều người có chung cái đam mê với mình hơn nữa. Cho nên là cái bài toán của mà những anh em đam mê nó tính toán nó khác với lại những cái người mà người ta chủ trương là khai thác về mặt kinh tế ha. Cho nên là cái đó là cái điều đáng trân trọng lắm. Em thấy hình như có hai bạn chó mới đẻ luôn anh. Dạ, là Shiba luôn. Không, cái giống đó lại là giống chó hơ mông cọc. À, hơ mông cọc hả? Dạ. Hơ mông cọc, vậy để lát giới thiệu sau đi. Dạ. Rồi ok các bạn. Thì trại của anh Trúc ở đây thì có tới 3 dòng chó lận. Thì mình sẽ lần lượt giới thiệu các bạn qua từng clip riêng biệt ha. Thì ở clip đầu tiên này mình đã giới thiệu các bạn về cái dòng chó Shiba, một cái dòng quốc khuyển của Nhật Bản. Đây là một dòng chó nhỏ, phù hợp với lại những gia đình ở thành phố có không gian nhỏ hẹp ha. Các bé nó rất là dễ thương, rất là lạ lẹ và rất là thanh thiện luôn. Thì ai mà muốn sở hữu cho mình một cái bé Shiba chuẩn của Nhật, gen đồ đảm bảo uy tín chất lượng, thì có thể liên hệ với anh Trúc ở đây ha. Anh Trúc ơi, giờ mình liên hệ, dù liên hệ với trại mình thì mình liên hệ qua kênh nào anh? Bên em thì hiện tại em cũng có một cái website. Dạ. Về gọi là website đó, tên mang tên là Trại Quốc Khuyển Việt Nhật. Trại Quốc Khuyển Việt Nhật. Dạ, hoặc là ví dụ như có thể liên hệ với fanpage của em chẳng hạn. Fanpage này thì em là đang để là Akita Shiba Phạm Gia. À. Dạ. Hoặc là liên hệ qua Facebook. Facebook. Dạ. Facebook tên gì anh? Facebook của em là Phạm Quang Trúc. Phạm Quang Trúc, chúc mừng nha các bạn. Chúc mừng chứ không phải là che chúc nha. Dạ, ok. Không thì có thể gọi là điện thoại trực tiếp cho em. Đọc số điện thoại luôn anh. Số điện thoại của em là 0934 284 272. Dạ. Rồi ok, anh em nào với lại bà con nào mà có thích cái dòng chó này mà mình bảo đảm nếu mà gặp rồi là sẽ thích thì có thể connect trực tiếp với anh Trúc ha. Dạ. Có ai mà giống như không nhất thiết là cần phải mua. Dạ. Chỉ cần ví dụ như có muốn tìm hiểu hoặc là cần tư vấn gì đó, em biết những cái gì em sẽ chia sẻ hết với mọi người. Chỉ cần mọi người liên hệ với em thôi. Ok, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn Trúc rất là nhiều về những cái chia sẻ với dòng chó Shiba luôn. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye.